Vâng, xin chào thầy anh chị và các bạn. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em lên sóng cho anh chị và các bạn một mẫu xe Ford Mondeo đời 2007. Con này là bản đủ 2.5 nha anh chị nhé. Đấy, một mẫu xe rất đẹp, và đời 2007 nó là form mới rồi anh chị ạ. Con này thì được trang bị cửa lóc. Đấy, về form dáng của xe rất đẹp này. Đấy, và nội thất thì tí em quay cho anh chị và các bạn, nội thất con này nó là đẳng cấp luôn. Đấy, xe thì bao cho anh chị không đâm vai gặp nước gì cả, máy gầm thì siêu chất luôn. Đấy, mẫu xe Ford Mondeo này. Đấy, đời cao, đời 2007 rồi. Đấy, đây biển Hà Nội 29A66077. Thì bữa trước đang trên đường về thì em đã quay cho anh chị các bạn rồi. Đấy, và dọn dẹp xong thì lên sóng cho anh chị các bạn đây. Đấy, một mẫu xe đèn hai vạch rất đẹp, tư nhân biển Hà Nội. Đấy, đây về form dáng bên ngoài và nội thất của nó thì em quay cho anh chị đây. Về cái phần nội thất con này thì đẳng cấp luôn, 4 quả lốp mới tinh luôn nhé. Đây, nội thất thì bắt đầu em sẽ cho anh chị các bạn xem về cái phần nội thất của mẫu xe Ford Mondeo này. Đấy, ghế của nó là ghế đẳng cấp luôn và được trang bị 3 màn hình. Cái dòng này thì nó có 3 màn hình luôn anh chị nhé. Đây, cái nội thất của nó thì anh chị nhìn ghế nó không khác gì ghế mới luôn. Đấy, đây cái phần ghế của nó đây. Và chủ xe độ lên một cái màn hình Android lớn rồi. Đây là các phím của nó thì anh chị nhìn này, các phím của nó không có một vết mòn nào luôn nhé. Đây, về cái phần chi tiết của xe này, rất đẹp. Con xe này thì nó là dòng xe khá là đẹp rồi. Đây, cái phần ghế sau đây chị nhìn đây, nó khác gì ghế mới đâu. Dòng này thì đây có 3 màn hình nhé. Với 2007 thì được trang bị 3 màn hình rồi. Đấy, đây ghế của nó, ghế da xịn và ga da của nó rất đẹp. Đây, cái phần nội thất của con Ford Mondeo đây chị này. Đấy, ghế da của nó, chị nhìn thấy cái phần ghế da của nó như này cơ mà. Hiếm con được bộ nội thất của như này lắm. Với cái dòng mẹt ít con, dòng Mondeo ít con được nội thất của nó như này. Nội thất của zin đét luôn. Đấy, bốn phần tắp đi anh chị nhìn đây, nó còn đẹp, khá là đẹp luôn. Đấy, vô lăng tích hợp. Form mới thì cái điều hòa nó khác những cái điều hòa cũ rồi nhá anh chị nhá. Đấy, form mới thiết kế điều hòa nó đẹp hơn nhiều. Phần mặt đồng hồ anh chị nhìn thấy nó rất sáng đúng không, không có một tí lỗi nào luôn. Đấy, cần số này, ghế lái này anh chị nhìn cái ghế lái của nó, ghế da xịn của nó này. Đấy, hai ghế phía trước này, ghế phía sau thì khỏi phải bàn. Đã phía trước đẹp, của phía sau thì không phải bàn nữa về ghế nữa. Đấy, ghế điện rất đầy đủ hết này anh chị nhìn này. Đấy, ghế điện này hoạt động tốt này. Đấy, màn hình này, ba màn hình. Đối với dòng này thì nó được trang bị 3 màn hình đối với Mondeo 2007. Đấy, con này đánh giá là tốt, xe xuất sắc luôn về chất xe. Bác nào có với nhu cầu tầm tiền hơn 200 triệu thì lấy dòng xe này được này. Trang bị 6 túi khí an toàn, hai túi khí này, đây túi khí đây. Đấy, và hai túi khí bên cột nhé, hai túi khí phía trước. Con Ford Mondeo này được trang bị 6 túi khí an toàn. Đấy, đời 2007. Con này thì bên em đang bán là 215 triệu cho anh chị các bạn là thiện chí với một cái mẫu xe đời cũng cao. Giá tiền phải nói là rất rẻ luôn đối với dòng Ford Mondeo này. Đấy, đẹp như này và giá tiền quá hợp lý cho anh chị các bạn luôn. Nội thất của xe thì không phải bàn được về cái phần nội thất của xe này rồi. Nội thất xe rất đẹp. Đây, các chi tiết của xe này. Đấy, bữa trước em quay cho anh chị các bạn rồi, nhưng mà đang dọn. Đây, hôm nay rửa dọn nội thất xong thì xem thì chị nhìn thấy. Đấy, mẫu xe nó đẹp hoàn chỉnh luôn. Về phần chất chát của xe con này thì đánh giá là xe đẹp hoàn chỉnh luôn anh chị nhé. Tất cả nội thất của nó zin nguyên bản hết. Đấy, từ ghế, từ phần nội thất của xe. Đây là hộp tỉ tay này. Trong nó vẫn là lị anh chị nhé. Đây là lị, bộ ghế da zin của nó đấy. Đối với dòng này thì nó trang bị đèn, đèn nó là đèn hai vạch rồi chứ không phải đèn một vạch nữa. Đẹp, khá là đẹp. Đánh giá là cái mẫu xe này là cứng xe, có cảm biến lùi này, camera lùi đầy đủ hết này. Đấy, các phần tắp ly, tắp lô, cánh cửa thì anh chị nhìn đây, không có gì phải bàn cãi về cái chất của xe này nữa cả. Với cửa tiền 215 triệu là quá rẻ. Cái dòng này thì ai chơi biết chơi Mondeo thì chơi cái dòng này nó là quá sướng rồi. Tại vì bây 2004 hơi chiếc form cũ nó bây tập 150 triệu, con này 2007 cơ, form mới. Đấy, 3 màn hình và chỉ có 215 triệu thôi. Đấy, nội thất của nó thì mini luôn cho anh chị các bạn luôn. Đây phần pha đèn phía trước này, quay cho anh chị các bạn này, đèn như đèn mới tinh luôn. Đấy, đây chị nhìn đây. Đấy, như xe mới. Giá hấp dẫn cho anh chị các bạn luôn. Và xe này chạy Mondeo thì chạy cực chất rồi. Cửa sổ trời rất đẹp. Đấy, các pha đèn nó anh chị nhìn đây, pha đèn nó sáng quắc như đèn mới luôn. Đấy, con này anh chị nhìn thấy là không có gì để chê mẫu xe Ford Mondeo này cả. Thấy chưa? Kể cả phần đèn gầm của nó này. Đấy, đèn này tối đèn bi nhé, chạy đời tối cực sáng luôn. Biển cũng đẹp, biển
66077. Đấy. Nước sơn si của con này thì khá là ổn rồi, nước sơn si của nó rất đẹp. Đấy, cửa sổ lóc đầy đủ hết. Phần nội thất của nó đây anh chị này. Ghế điện nhé, ghế của nó vẫn ghế điện ở đây, ghế xịn của nó vẫn nỉ ở dưới này. Đấy, ghế điện này vẫn đây hoạt động êm chung rồi. Đấy, cái dây của nó chuyển nó rất êm. Đấy, êm cực kỳ, anh chị không nghe tiếng động luôn. Đấy, màn hình đang được rồi. Đấy, màn hình này, màn hình lớn, màn hình này kết nối mạng wifi với các kiểu được. Đấy, và các phím này anh chị nhìn những cái phím này nó cũng có vết mòn đâu. Đời 2007 chạy hơn chục năm rồi mà chủ xe người ta còn giữ được như này. Hơi có một tí mờ thôi. Đấy, điều hòa hoàn toàn điều hòa auto nhé. Kể cả phần đèn này rất sáng, đèn đồng hồ rất sáng luôn. Đấy. Kể cả các chi tiết của xe này anh chị nhìn đây. Đấy. Ghế lái này, ghế lái mà còn được như này là hiếm. Cửa sổ trời này vẫn hoạt động tốt luôn nhé. Cửa sổ trời của xe này vẫn hoạt động tốt luôn. Đấy. Formoneo chạy chất luôn. Đấy. Đây phần chỉnh gió điều hòa cho anh chị các bạn đây. Đây phần chỉnh gió điều hòa. Đấy. Ống kính cửa này. Zin đét luôn. Dòng này nó có tích hợp xi nhan gương này. Xi nhan gương, xi nhan bó rẽ này. Lốp này, bốn quả lốp ta lông nguyên xi và dày dặn luôn anh chị nhé. Đấy, lốp mới tinh luôn. Pha đèn kít kít luôn này. Đấy. Thì đây. Kít kít luôn. Cho anh chị các bạn xem về phần cúp sau cũng như là phần khoang máy của xe. Kiểm tra luôn về cái chất lượng của con xe này luôn. Với cái khối động cơ V6 2.5, con này nó bản đủ nhé. Đấy, anh chị nhìn cái da máy của con này nó khô đét luôn, không có tí dầu mỡ nào chỉnh ra luôn, chưa rất đẹp. Anh chị các bạn nào mà quan tâm đến cái mẫu xe Formoneo sản xuất năm 2007 thì alo cho em. Đấy, xe hoàn toàn là không có va quệt, không có va chạm tí nào luôn. 2007 xe chạy chất luôn anh chị nhé. Đây nội thất của nó như này, có gì phải bàn về cái nội thất của con xe Formoneo không? Đây, ghế lái, ghế ngồi bên phụ này, tất cả phần mặt ga lăng này, phím bấm này, tắp ly tắp lô này. Xe khá là đẹp, với 215 triệu đấy, con Formoneo này thì em nghĩ là quá là rẻ rồi. Xe bao chất cho anh chị các bạn luôn, các chi tiết không phải bàn với cãi về chất xe. Đấy. Và màn hình nội thất đẹp, máy móc hoàn toàn là dòng xe chất luôn. Đấy. Anh chị các bạn nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo cho em nhé. Dương số điện thoại 0829777777 để chốt được mẫu xe Formoneo. Bao chất, bao đẹp cho anh chị các bạn luôn nhé.